Mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi bộ sách Dán giấy và tô màu công chúa nha. Tổng cộng có 4 bộ và chị sẽ chơi quyển đầu tiên là quyển màu đỏ. Ở bên trong quyển sách này sẽ có những trang hình dán, kèm theo đó là những trang tô màu về các nàng búp bê. Với những trang mà búp bê đã có sẵn màu rồi, các em chỉ việc sử dụng sticker quần áo và dán tô điểm. Còn những trang bên cạnh các em sẽ dùng màu để tô. Giờ chị Chim Xinh sẽ bắt đầu chơi cho các bạn nhỏ coi nhé. Đầu tiên, chị chọn một sticker trang phục phù hợp. Đó chính là một bộ đầm, váy phao màu vàng và có thêm đôi giày cùng tông màu. Tiếp theo, nàng công chúa búp bê số 2 chị sẽ sử dụng một chiếc quần kaki màu xanh rêu. Và nàng ấy sẽ mặc thêm một chiếc áo thun tay dài, có cổ sơ mi trắng, màu hồng và có in hình một chú gấu ở phía trước. Xong rồi, đến trang tô màu. Ở đây các em có thể sử dụng màu sắc lựa chọn để tô cho giống với trang bên cạnh. Ngoài ra thì các em có thể cũng có thể tự sáng tạo cho mình bằng cách chọn những màu sắc khác. Ở đây chị Chim Xinh đã tô màu giống với cái hình ảnh mẫu sticker bên cạnh. Wow, xong rồi. Nào, giờ chúng ta sẽ cùng đến với trang tiếp theo. Và cứ lần lượt như thế, các em sẽ chơi hết quyển sách dán hình và tô màu này. Vừa được chơi dán hình, vừa được chơi tô màu, thật là thích phải không nào?
Wow! Đây cũng chính là trang hình dán tô màu cuối cùng. Ở mặt sau của quyển sách này, các em sẽ thấy có hình ảnh về các nàng công chúa B, có kèm theo các phụ kiện. Những tờ hình dán sẽ dư ra một số phụ kiện và bây giờ chị Chim Sinh sẽ điểm tô thêm cho các nàng công chúa búp bê nhé. Như là túi sách nè, nón nè, rồi các phụ kiện trang trí ngôi nhà thần tiên. Bộ sách này khá giống với bộ sách sticker nhà tạo mẫu mà chị Chim Sinh đã từng chơi trước đây đúng không nè. Nó có một điểm khác biệt, đó chính là nó sẽ kèm theo trang tô màu. Rất phù hợp cho những bạn nào có sở thích tô màu. Wow! Các bạn nhỏ thân yêu ơi! Vậy là cuối cùng thì chị Chim Sinh cũng đã chơi xong quyển sách dán hình tô màu ngày hôm nay. Và bạn nhỏ nào muốn mua có thể gọi điện thoại tới số 0979 08 6789 nha.